Chào tất cả mọi người nha. Hôm nay tôi sẽ làm cái video để đăng lên cái kênh YouTube Thợ Quèn. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với tất cả mọi người cái công dụng cũng như là cái cách nấu nói và cái cách sử dụng cái con rờ le trung gian hay còn gọi là rờ le kiến 800 có cuộn coi là 220V. Thì bây giờ tôi sẽ hướng dẫn chi tiết để mọi người cùng xem nhé. Đây là ở đây tôi có ba cái con rờ le trung gian hay còn gọi là rờ le kiến. Người ta hay nói là rờ le kiến 800 đó. Thì ở đây thì nó mỗi cái con rờ le trung gian đó, rờ le kiến này đó, thì nó có điều ghi cái thông số, đó là cái nguồn cấp vào nó. Nó có nhiều nguồn cấp, đó là AC, DC, nhưng mà AC là 110, AC 220V, AC 24, AC 48 gì đó, tùm lum hết trơn, rất là nhiều, nói chung là vậy. Nhưng mà mình phải xem cái cuộn coi của cái rờ le này, khi mà mình mua về thì mình phải coi, đó là mình phải coi thông số, đó là gọi là thông số kỹ thuật. Thì ở đây nó có ghi là đây nè, nó có ghi là 220V, 220 sẹt là 204 VAC, nghĩa là nguồn cấp vào cái con này để cho nó tác động được cái tiết điểm bên trong là mình phải coi trên đây 220, thì mình cấp vào 220 nó mới tác động. Mình nhớ là vậy. Đây tương tự như cái con này nó cũng để là của hãng Amron nè, để 220 sẹt 204 VAC. Con này cũng vậy, 220 sẹt 204 VAC. Thì sơ lược thì tôi sẽ nói cho mọi người biết các chân của nó, các chân của nó. Thì mình nhìn vào cái sơ đồ thì mình thấy hết trơn à, nói chung là vậy. Nói chung là mọi người xem nè, này nó cũng hơi mờ hả, để tôi tìm cách tôi quay cho mọi người thấy. Đây thì cái chân mờ quá, bây giờ dễ sơ đồ đi. Đây sơ đồ hình dung cho nó dễ. Đây cái con này là thật ra thì nó là một chân nè, hai chân, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cho nên người ta gọi là rờ le kiến 800. Thì chân 13, chân 14 khi mọi người nhìn vào á, mọi người nhìn vào mà mọi người đấu nói á, thì mọi người nhìn vào cái đế này nè, nó có để số ha, nó có để số. Đây là số nè, 13 và 14 nè, 13 và 14 thì là nguồn cấp vào cái cuộn dây ha, cái cuộn dây để cho nó tác động mấy cái tiếp điểm. Khi nào mà mọi người cấp vào chân 13 và 14 á, chân lửa và chân nguội á, 220V á, thì lập tức các cái tiếp điểm của nó sẽ đổi trạng thái. 95 nếu mà chưa cấp điện là thường mở, 91 chưa cấp điện là thường đóng ha, 12.8 khi chưa cấp điện là thường mở, 12.4 khi chưa cấp điện là thường đóng. Thì khi mà mình cấp điện vào, cấp cái điện áp vào 13, 14 này là đủ điện áp cho nó là 220 á, thì lập tức 95 này nó đóng lại ha, nó đóng lại. Còn 91 này nè, nó sẽ mở ra. Đó, nó sẽ ngắt ra. Còn thằng này với 95 này sẽ đóng lại, nó đổi trạng thái. Tương tự 12, 18 nó sẽ đóng lại và 12, 4 nó sẽ mở ra. Đó mọi người ha. Còn khi nào mà mình ngắt cái chân này ra, ngắt điện ra ngắt điện cái nguồn 220V ra khỏi cái chân 13, 14 á, thì nó sẽ trở lại trạng thái ban đầu là 91 nó sẽ thông, 95 mở, 12.4 thông và 12.8 mở. Đó là cái sơ đồ đấu nối. Bây giờ mình sẽ đi vào thực tế thử coi nó làm sao ha. Bây giờ tôi sẽ đấu nối thực tế cho mọi người xem luôn ha. Rồi mọi người đợi tôi xíu, bây giờ tôi sẽ đấu nối nguồn vào thực tế cho mọi người xem coi nó như thế nào, để mọi người hiểu hơn về cái rờ le kiến này để áp dụng vào thực tiễn. Bây giờ mình có cái ba cái bộ rờ le trung gian này.
thì cái bộ nào nó cũng như nhau hết, nó đều có 8 chân hết trơn nè, đều có 8 chân hết, 1 2 3 4 5 6 7 8 đều dường như nhau. Bây giờ mình sẽ lấy ví dụ một bộ này để mình đấu nối cho mọi người xem. Bây giờ thực tế thì mình sẽ dùng cái đồng hồ của em này mình đo cho mọi người xem nhé, chỉnh thang đo điện trở. Đấy, thông như thông mạch ha. Bây giờ mình sẽ đo cái chân chính nè, cái chân này là chân số 9, mình sẽ đo với 91 thì nó sẽ thông nhau nè ha. Để mọi người xem cho rõ ha, 91 thì thông nhau, 95 thì không thông. Đây 9 nè, 1 nè, 95 không thông. Mọi người nhớ nha, nhớ lời nói của tôi nha. 12 nè, 12 tám, 12 năm nè, 124, 124 thì thông, 128 thì không thông. Bây giờ tôi sẽ cấp điện vào, tôi sẽ cấp điện vào chân 13, 14 là chân này, thì tôi sẽ cấp điện 220 vào. Mọi người lưu ý là cái cuộn dây nó sử dụng nguồn bao nhiêu thì mọi người cấp vào nguồn bấy nhiêu nha. Nếu mà cái cuộn dây mà nó 24V á mà mọi người cấp 220V thì nó sẽ cháy cuộn dây ngay lập tức. Cái điện là mọi người phải nên hiểu về cái nguồn cấp vào cho nó cái quan trọng nha. Đây tôi sẽ cấp vào lửa nguội vào chân 13 và 14 ha. Thì mọi người xem coi nó như thế nào. Đây tôi có cái ổ điện nha, đây là nguồn 220V. Bây giờ tôi sẽ đo cho mọi người, tôi sẽ đo cho mọi người xem coi nó đủ, coi nó đủ 220V không nha. Đây mọi người xem coi cái điện áp nó, coi nó lên bao nhiêu nha. Đây tôi chỉnh thang đo 1000 thì nó lên tầm 200-210V rồi đó. Mọi người thấy cái kim lên không nè. Rồi bây giờ tôi sẽ cấp điện vào, tôi sẽ cấp điện vào cái con trà le này. Đấy mọi người thấy nó sáng đèn không, mọi người thấy là nó con trà le này nó sáng đèn rồi nè ha, sáng đèn rồi đó. Thì bây giờ mình sẽ đo các tiếp điểm nó sẽ đổi trạng thái như thế nào thì mình sẽ đo là mình sẽ biết ngay. Chỉnh lại thang đo điện trở ha, mọi người chỉnh lại thang đo nhân 1 cho tôi. Chỉnh về thang đo điện trở và mình test thử cái quen ha, thông nhau nha. Bây giờ khi mà nó có điện á, thì các tiếp điểm thường mở của nó sẽ thành thường đóng, và thường đóng nó sẽ đổi trạng thái thành thường mở. Hồi nãy mình đo 91 á, nó thông nhau, bây giờ mình đo 91 nè, không thông. Hồi nãy mình đo 95 nó sẽ không thông, bây giờ mình đo 95 nè, nó sẽ thông nhau. 95 nó thông nhau, sẽ đổi trạng thái như thế. Nó cũng giống như khởi động từ thôi, khi nào mà mình cấp vào cuộn côi á, thì các tiếp điểm động lực nó sẽ đổi trạng thái. Các tiếp điểm nó sẽ đổi trạng thái. Đây 12 12 4 không thông, 12 8 thông nè. Đó là nó cũng nôm na thì nó cũng giống như cái khởi động từ thôi chứ nó không có gì khác. Nhưng mà cái này á, nó chịu dòng thấp hơn khởi động từ, nó là chỉ là cái dòng mức của nó chịu được đó là 5A thôi. Cho nên mình khi nào mình cần thiết mình dùng nó để lắp các cái điểm điều khiển, hoặc là mình vẫn điều khiển được cho mấy cái thiết bị mà dưới 5A đó. Như vậy đó là cái mà mình cần chia sẻ đến với mọi người. Thật ra thì nó không có gì khác hết, nó không có gì lạ hết. Mọi người xem cái video này thì chắc ăn là mọi người sẽ hiểu được rồi đó. Relay trung gian này, relay kiến này nó ứng dụng rất là nhiều trong cái ngành điện của mình ha. Cho nên thì mọi người với cái tôi thợ quèn ra cái video này là cũng hy vọng là nó sẽ giúp ích đến mọi người, để mọi người có thể tham khảo cũng như là
hiểu hơn về cái RLE trung gian này để mình ứng dụng vào cái thực tiễn, ứng dụng vào cái mạch sơ đồ điện của mình. Rồi, video của mình đến đây là kết thúc. Nếu mà mọi người thấy video của tôi chia sẻ hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ like giùm cái kênh của mình. Mọi người xem rồi mọi người nhớ cho tôi một cái bình luận nha. Xin thân ái chào tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video clip tiếp theo. Video sau thì tôi sẽ chia sẻ với mọi người về cái relay trung gian 24V DC nó khác với con relay này như thế nào. Rồi, xin thân ái chào tạm biệt.